Sau phần nhận đồ đệ xin chào tất cả các bác. Bây giờ là buổi trưa ngày 17 tháng 9 năm 2020. Em lại vừa về được một chiếc máy lọc không khí Panasonic. Con này có mã là VXF45 các bác nhé. Dòng mặt lưng cánh vẫy VXF45 ạ. Con này thì các bác dùng được cho phòng khoảng từ 20 đến 30 m2 là các bác lọc vô tư thoải mái. Một con máy còn rất là đẹp. Dòng mặt dâng cánh vẫy thì là đẹp nhất của Panasonic rồi. Cái này gọi là cánh vẫy các bác nhá, đây gọi là mặt dâng. Tình trạng máy vỏ còn rất là đẹp. Con này là mã của con này VXF45 này, 35W. Vỏ biết em vẫn nguyên bản 100% nhá. Bên đây bình bù ẩm này các bác này. Trong này là màng tạo ẩm. Màng tạo ẩm mới còn rất là trắng đẹp các bác nhá. Trắng đẹp luôn. Con này thì bản cái trong máy vẫn là màng zin, còn khá là đẹp, màng zin các bạn, màng zin rất là đẹp các bạn nhá. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Đây, màng zin còn rất là đẹp luôn. Đây, các bạn nào không thích màng zin nên thay màng mới. Đây, cái màng zin này thì rất là hiếm. Cái máy nó không khí thì nó có những cái tác dụng thì cũng quảng cáo với các bác nhiều rồi, nhưng mà thôi cứ nói lại bác là nó có ba cái tính năng cơ bản. Đấy là cái tính năng lọc không khí, tức là sẽ hút tất cả các cái bụi mịn bay lơ lửng trong cái phòng của mình vào cái màng này. Thứ hai là bên trong nó có một cái màng than để khử mùi các cái mùi hôi nấm mốc như là các bác hút thuốc, lá hay là phòng nhà các bác kín ở bí đấy, khử mùi. Và thứ ba là tính năng bù ẩm ở cái bình nước này, bình nước các bác đổ nước vào đấy. Những cái ngày mà trời nó khô hoặc là các bác dùng điều hòa độ ẩm nó xuống dưới 50% thì nó sẽ tự động nó bù nước cho các phòng của bác nó ẩm lên, không bị khô da, không bị viêm họng, rất hợp với cả các bác nào ở nhà có trẻ nhỏ hay là các bác bị viêm xoang, viêm mũi. Đấy. Một cái rất quan trọng nữa là trong này nó có một cái máy phóng ion các bác ạ. Đây này. Đây, cái máy phóng ion các bác nhé. Đấy, diệt khuẩn, vi khuẩn luôn ở đấy, thì cái công nghệ nano e này. Chứ là một con máy là không khí nó đối với người Nhật họ rất là quan trọng, chứ không như người Việt Nam mình suy nghĩ đơn giản là chỉ hút bụi đâu. Đấy. Khi mà các bác nhìn cái mặt này nó đang báo cái đèn đỏ lên là các bác biết là trong phòng các bác là không khí nó bị ô nhiễm rồi. Đấy, còn khi mà nó chuyển sang xanh thì các bác yên tâm rằng phòng mình đã sạch. Cái con này em bán là 3,2 triệu các bác nhé, tặng kèm đổi nguồn. Các bác thích lấy nguồn rời ngoài thì em để nguồn rời ngoài, các bác thích đấu bên trong thì em đấu cho bên trong. Đấy, giá 3,2 triệu tặng kèm đổi nguồn, không có phí vận chuyển. Các bác liên hệ nhé. Chào các bác.